doanh nhân cần một chiếc laptop mỏng nhẹ nhưng vẫn phải thật chất. Cùng Hoài Linh tìm hiểu top những chiếc laptop doanh nhân đáng mua nhất đến thời điểm hiện tại nhé. Đầu tiên chính là MacBook M1 2020. Dù bây giờ đã là năm 2024 rồi, nhưng MacBook M1 2020 vẫn luôn là laptop doanh nhân đầu tiên mà mình nghĩ đến bởi thiết kế sang trọng, tinh tế và hiệu năng thì siêu khủng. Màn hình Retina 13.3 inch tráng gương, bàn phím Magic Keyboard cùng Touch ID tiện lợi. Trang bị chip M1 8 lõi cùng GPU 7 lõi cho phép người dùng thao tác đa nhiệm, xử lý nhiều công việc cùng một lúc. Tiếp theo chính là laptop LG Gram 14Z90R GAH75A5. Riêng em này thì mình đã có một video review riêng dành cho em nó rồi, nên mọi người có thể tìm lại để theo dõi nhé. Thiết kế thì siêu mỏng, hiệu năng thì cũng siêu khủng luôn. Trang bị chip Intel Core i7, RAM 16GB, lưu trữ trong 512GB, cùng độ sáng 350 nits, DCI-B3 99% sẽ giúp người dùng trải nghiệm hiệu năng mạnh mẽ ở mọi môi trường ánh sáng khác nhau. Top 3 chính là laptop Dell Inspiron 147430 2-in-1. Thiết kế chắc chắn, siêu linh hoạt với khả năng có thể gấp mở 360 độ. Cảm giác lướt ở trên chiếc laptop này khá là mượt mà, chắc chắn sẽ vô cùng tiện lợi cho những cuộc họp của doanh nhân. Trang bị chip Intel Core i5, RAM 16GB, ổ cứng 512GB và card on Intel Iris Xe hỗ trợ tốt các tựa game giải trí và công việc lưu trữ cho doanh nhân. Có một điểm mà các bạn cần lưu ý đó là chiếc laptop này có khả năng bám vân tay nhẹ các bạn nhé. Và cuối cùng chính là laptop Asus ZenBook UB3404VA. Đây cũng là một chiếc laptop có màn hình cảm ứng và khả năng gập 360 độ. Khi gập 360 độ, mình cảm thấy bản lề khá là chắc chắn. Vẫn là các thông số khá khủng như trang bị chip Intel Core i5, RAM 16GB, ổ cứng SSD 512GB, độ phân giải 2.8K, độ sáng 400 nits cùng DCI-B3 100%. Doanh nhân cần một chiếc laptop có cấu hình khủng, màu sắc đẹp, thiết kế tiện dụng thì Asus ZenBook 3404VA sẽ là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Và đó là top những chiếc laptop doanh nhân đáng mua nhất của mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy thế nào về những sản phẩm vừa rồi? Hoặc muốn mình làm thêm về top những sản phẩm nào nữa thì hãy để lại comment bên phía dưới để mình đọc nhé. Và tất cả các sản phẩm vừa rồi đều có sẵn trên Hacom với giá tốt nhất. Các bạn nhớ lên để tham khảo nhé. Còn bây giờ thì bye bye!